Chào các bạn, chào mừng đến với channel của Zomark. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để in cái tem vận chuyển, in đơn hàng từ trên TikTok. Thì hiện tại TikTok đã mở cho chúng ta cái trình Seller Center để các bạn có thể tạo sản phẩm trên đó. Sau đó thì các bạn có thể đẩy cái sản phẩm đấy cho cái gian hàng của các bạn, cái tài khoản TikTok của các bạn hoặc các cái tài khoản TikTok khác để bán cái sản phẩm đó. Khi mà có đơn hàng thì được đẩy về cái trang quản lý Seller Center của TikTok ở đây. Rồi thì khi đó các bạn sẽ nhìn thấy được đơn hàng của mình trong cái phần quản lý đơn hàng ở đây. Về cái phần này thì mình nghĩ các bạn khi đã mua máy in hoặc là khi đã quan tâm đến cái chuyện in đơn hàng này rồi thì chắc chắn các bạn đã biết về cái cách tạo sản phẩm cũng như làm sao để có đơn hàng rồi. Mình sẽ trọng tâm vào cái cách để chúng ta xử lý một đơn hàng cũng như là chúng ta in cái tem vận chuyển nó ra thôi. Ở đây thì các bạn đang thấy cụ thể chúng ta có 6 đơn hàng, trạng thái nó báo là đang giao đấy nhưng mà thực ra là chưa có bấm xác nhận đâu. Thì để xử lý một cái đơn trên TikTok này thì các bạn có nhiều cách, hoặc là các bạn có thể bấm in hàng loạt hoặc bấm vận chuyển hàng loạt. Các bạn cũng có thể bấm từng đơn một, đó tùy nhu cầu. Thế đây mình sẽ bấm, đầu tiên mình sẽ bấm từng đơn một nhé. Mình sẽ bấm sắp xếp vận chuyển với đơn đầu tiên này. Đó, thì hiện tại duy nhất trên chỉ có GNT là đơn vị vận chuyển được cái TikTok người ta tích hợp vào thôi. Tới đây thì chưa biết có nhiều hơn không. Các bạn sẽ bấm vào cái chữ lấy hàng ở đây, hoặc cũng có thể bấm vào gửi hàng nếu các bạn gần bưu cục và muốn gửi ra bưu cục cho nhanh. Các bạn bấm vào nút tiếp theo ở đây. Ở đây thì các bạn bấm vào nút là chấp nhận điều kiện ở trên. Tiếp tục chúng ta bấm vào xác nhận. Đó thì lúc này hệ thống nó sẽ đấu nối với Yeti và nó đang trong quá trình tạo ra cái mã đơn hàng, cái mã vận đơn cụ thể cho cái đơn hàng này. Chúng ta có thể bấm ngay vào nút OK ở đây. Rồi sau khi mà mình refresh lại cái trang này ấy, thì chúng ta sẽ thấy ở trong cái phần đang giao 6 đơn này nó sẽ có một đơn nó nằm ở bên cái phần trạng thái là chờ lấy hàng. Và đồng thời lúc này thì các bạn nhìn ở cái phần là giao hàng GNT đây, nó sẽ xuất hiện thêm một cái số, đây chính là cái mã vận đơn. Đó, thì đấy là cách các bạn bấm từng đơn một. Còn nếu các bạn muốn xử lý hàng loạt luôn thì các bạn có thể bấm vào vận chuyển hàng loạt ở đây, hoặc là in hàng loạt, các bạn bấm vào vận chuyển hàng loạt trước nhé, để chúng ta chuyển trạng thái cho tất cả những đơn hàng này sang chuẩn bị lấy hàng. Đây các bạn có thể bấm 5 cái đơn còn lại này, lúc này 6 đơn mình bấm một đơn rồi. Tiếp đó các bạn nhìn qua phần bên phải này, bước 2 vận chuyển hàng loạt, chúng ta sẽ bấm vào sắp xếp cho các gói đã lọc. Đó, nó sẽ chọn mặc định là lấy hàng hoặc gửi hàng như khi nãy mình vừa nói. Ở đây mình chọn lấy hàng, các bạn bấm tiếp theo. Tiếp đó các bạn bấm chấp nhận điều kiện ở đây, rồi bấm xác nhận một lần nữa, rồi bấm OK. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần danh sách đơn hàng ở đây. Thì lúc này cả 6 đơn hàng nó đã chuyển sang cái trạng thái là đang chờ lấy hàng. Bây giờ chúng ta sẽ in hàng loạt các cái tem vận chuyển của các cái đơn hàng này ra bằng cách là chúng ta bấm vào in hàng loạt ở đây. Rồi ở đây thì các bạn có thể chọn từng cái đơn hàng hoặc chọn tất cả bằng cách bấm chọn ở đây. Đây mình có 6 đơn. Tiếp đó các bạn nhìn qua cái phần bên phải phía trên này, bước 2, cài đặt tài liệu. Đó, thì mặc định hệ thống nó sẽ tích cho các bạn đó là danh sách lấy hàng và nhãn vận chuyển đều tích luôn. Phía dưới thì có hai cái size giấy cho các bạn lựa chọn, đó là A5 và A6. Ở đây mình sẽ chọn A6 bởi vì là cái tem vận chuyển A6 này nó phù hợp với các cái máy in nhiệt mà bên mình đang bán. Rồi bây giờ mình sẽ bấm in trước để cho các bạn xem cái trang in nó như thế nào nhé. Rồi khi mà mình bấm như này á, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây ứng với một cái tem vận chuyển nó sẽ có một cái tem có cái thông tin hàng hóa phía dưới như các bạn đang nhìn thấy này. Đấy, cái tem vận chuyển này nó sẽ có, đầu tiên nó sẽ là cái TikTok Shop này, logo của đơn vị vận chuyển này, chữ ET này mình chưa rõ cái ý nghĩa của nó lắm, chắc là ký hiệu cho một cái hình thức vận chuyển gì đấy. Tiếp theo nữa nó là cái mã vận đơn kèm mã, cái mã barcode để chúng ta có thể sử dụng cái máy chúng ta quét được. Tiếp theo nữa đó là một cái mã, đây có thể là cái mã của cái đơn hàng này. Tiếp theo là thông tin người bán, thông tin người nhận, sâu đầy đủ số điện thoại nhé. Bên đây có một cái mã QR và cái chữ SGN, có thể là cái kho lấy. Tiếp theo là cái chữ COD, tức là đơn hàng này có thu hộ. Và cái tên sản phẩm, nội dung hàng hóa đây này, chính là cái mã phân loại trong cái tên hàng hóa đấy. Đó là 1 kg bi này, cái trọng lượng tinh phí 1 kg. Vậy nên nếu chỉ có mình cái tờ đầu tiên này thôi thì các bạn đóng gói chắc tương đối khó nhé, hơi khó nhìn một chút đấy. Còn nếu mà có cả cái tờ thứ hai này thì nó sẽ có này, tên sản phẩm này,
mã SKU này, rồi seller SKU này. Đó thì các bạn đóng gói nó dễ hơn. Và cái phần cuối của nó sẽ có cái order ID này này, nó chính là cái số này này, số thứ tự ở trên này. Đó để chúng ta so sánh hai cái tờ này tránh bị nhầm. Còn có cách nữa là khi các bạn xé thì cứ xé hai tờ một để hai cái tờ đấy nó là một cặp với nhau. Và như thế này thì chúng ta sẽ phải tốn thêm một cái tờ này các bạn nhé. Rồi đó, trong phương án này nếu các bạn in ra thì nó sẽ là ra cái tờ cặp như vậy. Ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ các bạn nên phải in cả hai tờ như này. Cái này nó gần giống như cái giao diện của Tiki ấy, nó sẽ không tích hợp cái số lượng sản phẩm cũng như cái tên sản phẩm cụ thể vào trong cái tờ tem vận chuyển mà nó tách riêng. Thì chúng ta sẽ phải tốn thêm một tờ tem nhưng mà đảm bảo là chúng ta đóng gói nó chính xác hơn. Rồi thì bước này mới là bước quan trọng nhất này, đó là chúng ta chọn máy in. Thì cái máy in các bạn đang sử dụng máy in tem nhãn, máy in tem vận chuyển nha, khóa 6 là máy nào thì các bạn chọn máy đó trong danh sách này. Ở đây mình đang chọn cái Q900. Máy của các bạn có thể là 470B, 420B hay là DT108B vân vân. Thì các bạn đều thao tác tương tự nhé. Tiếp theo là đến cái hai cái giá trị này, pay và cái copy, các bạn giữ nguyên. Đến cái phần là paper size thì các bạn chọn là giấy 10 x 15cm. Nếu các bạn có một khổ tùy chỉnh nào đấy tương ứng thì các bạn nhớ chọn nhé. Rồi cái phần là quan trọng nhất là cái scale, cái tỷ lệ này này, các bạn chọn này, dòng thứ hai. Có nghĩa là vừa với vùng được in thì khi đó cái tờ tem của các bạn nó sẽ nằm ngay ngắn trong một tờ giấy như này. Các bạn có thể kiểm tra lại một chút. Đó, các bạn có 6 đơn hàng thì các bạn nhìn góc trên cùng bên phải ở đây. Nó có cái số là 12 sheet of paper. Tức là bạn có 12 cái trang in đấy. Ok, bây giờ các bạn sẽ bấm vào chữ print ở đây để máy in nó chạy ra. Rồi ok, đây là cái tờ tem mình vừa in ra này. Một xíu mình sẽ chụp hình các bạn nhìn chi tiết hơn. Thì nhìn cảm quan ấy, thì cái form in của bên TikTok này thiết kế khá là đẹp, bố cục đẹp, phông chữ phù hợp, phông này phông Arial rất là đẹp rồi. Mã vạch thì có cái khu vực đủ rộng để chúng ta có thể thể hiện cái mã rõ ràng, máy quét hoạt động ok. Cái logo thể hiện cũng rất là tốt. Đó, chỉ tiếc là hiện tại nó đang tách riêng hai tờ, thành ra chúng ta sẽ hơi tốn giấy in một chút. Giờ ok, như vậy là mình vừa mới hướng dẫn cho các bạn cách xử lý đơn hàng cũng như in cái tem vận chuyển của TikTok. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp các bạn vận hành cái gian hàng TikTok của các bạn hiệu quả hơn. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì, các bạn vui lòng comment dưới phần bình luận, mình sẽ có nhân viên trả lời chi tiết nhé. Thấy video hay và bổ ích thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh YouTube bên mình để cập nhật những video mới hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.